Xin chào mọi người đã quay trở lại với video mới nhất của Thiên Channel. Và tiếp tục với series top 5 những mẫu áo sơ mi đẹp nhất 2024. Thì Huy đã nhận được rất là nhiều phản hồi tích cực từ mọi người gửi về. Và hôm nay Huy sẽ quay trở lại và sẽ giới thiệu cho mọi người top 5 những mẫu áo sơ mi đẹp nhất 2024. Tuy nhiên là phiên bản tay dài nha. Và không để các bạn đợi lâu, chúng ta hãy cùng bắt đầu xem sơ lược qua 5 mẫu sơ mi đó là gì nha. Và đây chính là mẫu đầu tiên của bộ sưu tập sơ mi Burberry siêu cấp của ngày hôm nay. Và mẫu áo này nổi bật với sự phối màu đa dạng và vô cùng tinh tế. Và em nói chắc chắn hứa hẹn sẽ mang lại một làn gió mới với sự phối màu vô cùng độc đáo, đẹp đẽ, tinh tế và cực mới mẻ. Và mẫu áo được sử dụng họa tiết kẽ ngang đa dạng, phối hợp giữa các màu sắc như đen, nâu và một chút hồng tạo nên một thiết kế nổi bật và thật sự rất là bắt mắt. Sự kết hợp màu sắc táo bạo này làm cho chiếc áo trở thành điểm nhấn trong mọi thủ đô. Và các màu sắc được sử dụng trong chiếc áo này mang đến một cảm giác ấm áp và thời trang. Tông màu nâu và đen làm nền cho các sọc màu hồng, tạo ra sự phối màu hài hòa nhưng vẫn cực kỳ nổi bật. Về phần vông dáng, thì vông dáng của áo được thiết kế để phù hợp với mọi dáng người, từ phong cách casual đến semi-formal. Chiếc áo này không chỉ thoải mái mà còn rất dễ dàng phối đồ. Và em nói được may bằng chất liệu vải cao cấp, không chỉ mềm mại và thoáng mát mà còn có khả năng chống nhăn cực kỳ tốt, giúp bạn luôn trông gọn gàng và tươm tất suốt cả một ngày dài. Các cúc áo được chế tác từ các chất liệu cao cấp, mỗi chiếc cúc đều khắc tinh xảo logo của thương hiệu, thêm một chiếc cúc dự phòng để bạn luôn sẵn sàng trong mọi tình huống. Và chiếc áo này rất phù hợp để phối cùng quần jean hoặc quần kaki. Một đôi giày thể thao sẽ làm nổi bật phong cách năng động, trong khi một đôi giày tây sẽ mang lại một vẻ ngoài sang trọng hơn. Và bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu màu áo sơ mi thứ hai trong bộ sưu tập của ngày hôm nay nha. Mẫu áo này không chỉ đẹp mắt mà còn toát lên một vẻ ngoài sang trọng và vô cùng quý phái. Mẫu áo này có họa tiết kẽ Burberry truyền thống, một biểu tượng không thể nhầm lẫn của phong cách thời trang Anh. Những đường kẽ ngang và dọc được phối hợp một cách hài hòa, tạo nên sự nổi bật và ấn tượng. Chủ đạo là màu be nhạt kết hợp với sọc đen và sọc đỏ, tạo nên một tổng thể sang trọng và dễ dàng kết hợp với nhiều loại trang phục khác nhau. Phần dáng áo được thiết kế tỉ mỉ để phù hợp với nhiều dáng người hơn, từ vóc dáng gầy cho đến những người có thân hình vạm vỡ. Vai áo sử dụng công nghệ chống nhăn hiện đại, giúp bạn luôn giữ được vẻ ngoài chỉnh chu mà không cần ủi thường xuyên. Và phần cúc áo được làm từ chất liệu cao cấp, mỗi chiếc cúc đều khắc tinh xảo logo và tên của thương hiệu. Ngoài ra, chiếc áo còn đi kèm một cúc dự phòng để bạn có thể thay thế khi cần thiết. Và mẫu áo này rất thích hợp để mặc cùng quần jean cho một ngày dài, hoặc với quần tây và giày da để tạo nên một bộ trang phục hoàn hảo cho những buổi họp quan trọng. Và để áo luôn mới, hãy giặt tay với nước lạnh và phơi khô tự nhiên. Tránh sử dụng chất tẩy rửa quá mạnh hay là ủi nhiệt độ cao để bảo vệ chất lượng vải và màu sắc của áo. Và mẫu áo sơ mi kẽ Burberry này không chỉ mang đến phong cách mà còn đảm bảo độ bền và sự thoải mái cho người mặc. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau khám phá mẫu áo sơ mi kẽ sọc đen đỏ, mẫu thứ 3 trong bộ sưu tập áo sơ mi Burberry ngày hôm nay, một lựa chọn hoàn hảo cho người yêu thích sự sang trọng và năng động. Và chiếc áo này có họa tiết kẽ sọc đen và đỏ, một thiết kế năng động và vô cùng táo bạo. Sự kết hợp màu sắc này không chỉ tạo ra sự ấn tượng mạnh mẽ mà còn rất dễ phối đồ. Và với chất liệu vải cao cấp có khả năng chống nhăn xuất sắc, giúp bạn luôn trông gọn gàng và không cần nhiều thời gian cho việc ủi quần áo. Và những chiếc cúc được làm từ chất liệu nhựa cao cấp, khắc laser logo và tên của thương hiệu, thể hiện sự sang trọng và tinh tế. Chiếc áo còn đi kèm một cúc dự phòng để bạn luôn sẵn sàng cho mọi tình huống bất chợt xảy ra. Và chiếc áo này rất thích hợp để phối cùng quần jean đen hoặc quần tây màu sáng, kết hợp cùng với một đôi giày thể thao để tạo nên một phong cách trẻ trung, hoặc một đôi giày tây cho phong cách chuyên nghiệp hơn. Và các bạn chỉ cần giặt tay với nước lạnh và phơi khô tự nhiên, tránh sử dụng bàn ủi và phơi dưới ánh nắng mặt trời quá lâu để bảo vệ chất lượng vải và màu sắc của áo. Và với chiếc sơ mi kẽ sọc đen đỏ này, bạn không chỉ thể hiện được gu thời trang độc đáo mà còn có thể hiện sự tự tin, cá tính và mạnh mẽ của bản thân mình nữa. Và với một em áo đặc biệt và có nhiều công năng như thế này, các bạn đừng nên bỏ lỡ em nó. Và đây chính là mẫu thứ tư. Chúng ta hãy cùng nhìn ngắm họa tiết kẽ caro lớn của em nó nha. Một thiết kế vô cùng nổi bật, mang lại vẻ ngoài cá tính và lịch lãm. Họa tiết được phối màu tinh tế với các tông xám, đen và trắng, tạo nên sự hài hòa và dễ phối đồ cho người sử dụng. Màu sắc của chiếc áo phản ánh sự sang trọng và tinh tế. Các sọc caro được sắp xếp hài hòa, tôn lên vẻ đẹp cổ điển và phối một chút hiện đại trong đó. Và với chất liệu vải cao cấp không những tạo cảm giác thoải mái khi mặc mà còn có khả năng chống nhăn cực kỳ hiệu quả, giữ cho áo luôn phẳng phiu suốt cả một ngày dài. Mỗi chiếc cúc áo đều được khắc laser, logo và tên của thương hiệu Burberry, thể hiện sự tinh xảo và đẳng cấp. Không chỉ vậy, chiếc áo còn được tặng kèm một cúc dự phòng, đảm bảo rằng bạn sẽ không bao giờ phải lo lắng về việc mất cúc áo.
và các bạn có thể dễ dàng phối em nó với một chiếc quần jean để có một vẻ ngoài năng động và hiện đại, cũng như là phối với một chiếc quần tây để vào những dịp đặc biệt, hẹn hò cuối tuần, đi họp, v.v. Và để cho chiếc áo luôn luôn bền đẹp, hãy giặt bằng tay với nước lạnh và phơi trong bóng râm, tránh sử dụng bàn ủi nhiệt độ cao để bảo vệ chất vải và họa tiết trên áo nha. Và bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu về chiếc áo cuối cùng của hôm nay nha. Một chiếc áo có màu sô-cô-la cực kỳ đặc biệt và quá nổi bật. Và chiếc áo này nổi bật với họa tiết kẻ sọc truyền thống, kết hợp với các sọc màu nâu đậm, nâu nhạt và trắng. Họa tiết này không chỉ tinh tế mà còn dễ dàng kết hợp với nhiều loại trang phục khác nhau. Và nếu như màu nâu sô-cô-la là màu chủ đạo, mang đến cảm giác ấm cúng và lịch lãm, màu này phù hợp với mọi lứa tuổi và có thể dễ dàng kết hợp cùng nhiều phong cách khác nhau. Và em nó được làm từ chất liệu vải chống nhăn cao cấp, có khả năng chống nhăn hiệu quả, giúp bạn luôn trông gọn gàng và chỉnh chu mà không cần phải lo lắng về việc ủi quần áo. Và áo này có thể phối hợp với nhiều hoàn cảnh khác nhau và cũng như nhiều outfit khác nhau. Và các bạn có thể phối em nó với một chiếc quần tây Âu dài, mang một đôi giày da hoặc một đôi giày sụt là outfit của bạn đã trở nên vô cùng sang chảnh rồi. Hay các bạn cũng có thể phối em nó với một chiếc quần jean dài đen trơn đơn giản và phối cùng với một đôi giày sneaker. Và với màu áo sơ mi màu nâu sô-cô-la này, bạn không chỉ thể hiện được gu thẩm mỹ tinh tế mà còn có thể tự tin trong mọi hoàn cảnh. Vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu được top 5 những mẫu sơ mi đẹp nhất 2024 rồi. Và qua video trên, các bạn cảm thấy mẫu nào phù hợp với bản thân của mình nhất? Đừng ngần ngại comment ở phía dưới cho tụi mình biết với nha. Và một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của ngày hôm nay. Hẹn gặp các bạn ở một video gần nhất. Đừng quên like và subscribe để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của chúng tớ. Xin chào và hẹn gặp lại.